Xin chào tất cả các bạn. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình livestream của Trung tâm Thẩm mỹ Dr. D. Hôm nay là ngày 26 tháng 3, ngày thành lập đoàn. Và bây giờ đã là 4 rưỡi. Chúng tôi hôm nay, các bác sĩ của Trung tâm Thẩm mỹ Dr. D đã có một ngày làm việc rất là vất vả. Và thật sự, tuy rằng là có vất vả nhưng mà đó lại là một niềm vui rồi chúng tôi khi đã có thể đem tới sắc đẹp và cải thiện những mong muốn của khách hàng. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một chủ đề về một ca nâng ngực teo tuyến vú hai bên sau sinh. Đây là một trong những vấn đề rất được các chị em quan tâm hiện nay. Khách hàng của chúng ta sinh năm 1986, chiều cao 1m55 và cân nặng là 50kg. Khách hàng của chúng ta đến từ Nam Định và đã gửi gắm sự tin tưởng của mình đến với Trung tâm Thẩm mỹ Dr. D. Và hôm nay chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật đặt túi độn ngực cho khách hàng. Chúng ta có thể xem những hình ảnh lúc trước khi mổ của khách hàng để có thể rõ hơn về hành trình lột xác. Đây là hình ảnh trước mổ, hình ảnh thẳng, góc chụp nghiêng về bên trái, góc chụp nghiêng 90 độ bên trái, bên phải. Chúng ta có thể thấy là đây là một bà mẹ hai con. Sau khi sinh thì tuyến vú đã bị teo nhỏ lại, độ nhô đã hoàn toàn bị teo lép, không còn được như thời con gái. Và khách hàng rất mong muốn được cải thiện. Chúng ta sẽ xem một đoạn clip về khách hàng này. Đây chúng ta có thể thấy từng góc quay một, góc thẳng, xoay dần nghiêng phải. Sau đó là nghiêng trái. Vâng, vừa rồi chúng ta đã có thể thấy được rất là rõ ràng. Bà mẹ hai con này, tuyến vú hai bên cũng có nhu mô, cũng có tuyến, nhưng đã bị teo nhỏ lại sau khi sinh. Không còn được như thời thanh xuân của mình nữa. Và khách hàng đã đặt niềm tin tới với Trung tâm Thẩm mỹ Dr. D của chúng tôi. Và sau khi được các bác sĩ tư vấn nhiệt tình thì đã quyết định là sẽ sử dụng dịch vụ phẫu thuật đặt túi nâng ngực của chúng tôi. Khách hàng sử dụng túi với size 320 của Motiva. Đây là loại túi ergonomic. Và đồng thời cũng sử dụng kèm theo cả keo dán Demabond. Túi Motiva hiện tại đang là một trong những loại túi rất được thịnh hành và ưa chuộng trên thị trường hiện nay, với chất lượng rất đảm bảo, đặc biệt là ở thẩm mỹ viện, ở Trung tâm Thẩm mỹ Dr. D của chúng tôi sử dụng loại túi với xuất xứ rất rõ ràng và đàng hoàng, có rõ ràng các thông số về túi, về số lô, công ty, xuất xứ, nhập khẩu rất rõ ràng. Túi này đã được cơ quan FDA của Mỹ chứng nhận sử dụng là an toàn để đặt nâng ngực cho sức khỏe, hoàn toàn phù hợp với sức khỏe của con người. Bên trong túi chúng ta có thể thấy đây là vỏ bao ngoài của túi ngực.
chúng tôi đã đặt vào cho khách hàng. Và ngoài ra còn có thẻ bảo hành. Tất cả đều được đóng gói một cách vô trùng và đảm bảo tốt nhất. Khách hàng của chúng tôi đã lựa chọn đặt túi đặt size đó là 320. Chất liệu túi ergonomic và sử dụng đường phẫu thuật đó là đường chân ngực. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả sau khi thực hiện xong ca nâng ngực của chúng tôi. Chúng ta sẽ xem từ góc quay một. Chúng ta có thể thấy hoàn toàn có một sự khác biệt rất là lớn, rất là rõ rệt so với lúc trước khi thực hiện dịch vụ. Chúng ta có thể thấy là hai bên ngực đã được nâng cao rất là nhiều. Có một cái khe ngực có thể nói là rất là hấp dẫn, nhất là với khe ngực như thế này, rất là phù hợp để mặc các loại váy cúp ngực hay là các loại váy hơi trễ vai, rất quyến rũ. Chúng ta sẽ cùng nhìn từ trên xuống. Rất đẹp, rất tự nhiên. Khách hàng đã thực hiện phẫu thuật theo đường chân ngực. Vâng thưa các bạn, với size 320 và phẫu thuật theo đường chân ngực, sau khi thực hiện xong phẫu thuật, chúng ta sẽ có thể thấy được là vòng 1 đã hoàn toàn được lột xác, cải thiện hơn rất nhiều. Nếu mà so sánh với cả hình ảnh trước khi mổ, chúng ta có thể thấy có một sự khác biệt hoàn toàn. Đây, và đây là hình ảnh trước khi mổ. Trước khi mổ thẳng với góc trục nghiêng, và đây là sau khi thực hiện xong phẫu thuật. Chúng tôi thực hiện đường phẫu thuật chân ngực như thế này là một đường rất là an toàn và có rất là nhiều ưu điểm. Khách hàng sau khi thực hiện dịch vụ phẫu thuật của chúng tôi xong thì sẽ có thể nghỉ ngơi. Sau khi thực hiện xong thì sẽ chỉ phải ở lại bệnh viện khoảng 2 ngày là có thể về nhà. Rất đẹp. Thật sự là đúng là giống như là thời con gái vậy. Các bạn có câu hỏi nào muốn đặt ra để được có được sự tư vấn trả lời của các bác sĩ thì hãy để lại comment dưới phần bình luận cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ và inbox trả lời các bạn sớm nhất, ngay lập tức có thể. Tôi sẽ tranh thủ trả lời một vài câu hỏi của các bạn. Chào bạn Nguyễn Tấn Anh, xin chào bạn.
Rất là cảm ơn bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Mong rằng bạn và gia đình sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Chào bạn Hoàng Linh Linh. Bạn Hoàng Linh Linh có hỏi chúng tôi là bác sĩ nâng ngực đường nào đỡ tổn thương nhất. Chúng ta có rất là nhiều phương pháp để thực hiện nâng ngực. Nhưng ở đây chúng tôi đối với khách hàng này, chúng tôi lựa chọn đường phẫu thuật qua đường chân ngực. Đây là một đường cũng chúng tôi rất là hay sử dụng cho các khách hàng, bởi đây là một đường có rất là nhiều ưu điểm. Đường vào trực tiếp thẳng vào khoang ngực, bóc tách có thể kiểm soát được dưới hệ thống nội soi của chúng tôi, và đồng thời là có thể bóc tách được khoang, tạo được cái khe ngực đẹp, rất là phù hợp với túi khi đặt. Đường sẹo sẽ được che giấu ở ngay nếp lằn ngực, vì vậy là sẽ không bị lộ ra ngoài. Và đồng thời việc gây trực tiếp đi vào khoang ngực như thế, chúng tôi sẽ hạn chế việc bóc tách đi qua tuyến sữa, và sẽ như vậy là sẽ không gây ảnh hưởng gì đến việc đến tuyến sữa cả, sẽ gây ít tổn thương nhất. Khách hàng sẽ có thể được có thời gian hồi phục nhanh nhất có thể. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ kết hợp với cả keo dán Demabond. Thì đường mổ của chúng tôi sẽ không phải khâu ở bên ngoài, khách hàng sẽ không phải đến cắt chỉ, rất là tiện lợi cho việc chăm sóc vết mổ. Chào bạn Giang Vũ, bạn có hỏi nâng ngực này như vậy thì hết bao nhiêu. Cái này bạn hãy bạn hãy chờ, chúng tôi sẽ inbox cho bạn, đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi sẽ inbox cho bạn về giá thành của dịch vụ. Chào bạn Linh Tạ Công, nâng ngực đường nào thì không ảnh hưởng đến tuyến sữa? Trong những đường hiện tại để mà thực hiện phẫu thuật nâng ngực thì gồm có 3 đường, đó là đường qua đường nách, qua đường quầng vú và qua đường chân ngực. Thì trong những đường đó, để đường mà thực hiện không ảnh hưởng đến tuyến sữa thì đó là đường chân ngực như chúng tôi đang thực hiện, và đường nách. Có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Chào bạn Tạ Mạch Điệp, bạn có hỏi là có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Ở đây chúng tôi trước khi thực hiện bất cứ một phẫu thuật nào, như là phẫu thuật nâng ngực này chẳng hạn, thì đều có một sự sàng lọc và thăm khám rất là kỹ càng. Khách hàng đến sẽ được chúng tôi tư vấn nhiệt tình, sẽ được tư vấn và chọn size thông qua những công nghệ rất là hiện đại, gồm có hệ thống sizer và hệ thống dựng hình AX3, để khách hàng có thể chọn được loại túi ngực phù hợp tối ưu nhất cho mình. Sau đó thì khách hàng sẽ được thực hiện các xét nghiệm cần thiết để có thể đảm bảo tốt nhất, đảm bảo khách hàng có được sức khỏe tốt nhất để có thể thực hiện được phẫu thuật, đảm bảo trong cuộc phẫu thuật. Sau đó thì khách hàng sẽ còn được bác sĩ gây mê, trực tiếp khám trước khi bước vào cuộc mổ. Cùng với đó là hệ thống cơ sở của chúng tôi có những trang thiết bị rất là hiện đại và đầy đủ để có thể xử lý bất cứ một tình huống nào. Vì thế là hoàn toàn có thể yên tâm. Sau khi trong quá trình thực hiện phẫu thuật thì có bác sĩ gây mê trực tiếp theo dõi tình trạng sức khỏe của khách hàng, cho đến khi thoát mê sẽ có được một đội ngũ rất là chuyên y tá điều dưỡng rất là chuyên nghiệp chăm sóc theo dõi, cho đến khi khách hàng đảm bảo sức khỏe sau 2 ngày thì có thể trở về. Vẫn còn rất là nhiều câu hỏi dành cho chúng tôi, nhưng mà thực sự là hôm nay là một ngày chúng tôi rất là muốn trả lời trực tiếp các bạn.
Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn còn có những ca phẫu thuật tiếp theo để đảm bảo cho sức khỏe khách hàng. Sau khi nâng ngực xong thì cũng cần phải nhanh chóng thoát mê, chứ không thể để khách hàng gây mê lâu được. Vì thế thời gian có hạn, chúng tôi xin phép sẽ tạm dừng cuộc livestream tại đây. Nhưng mà các bạn có bất cứ thắc mắc gì hay là có nhận xét ý kiến như thế nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên phần dưới. Chúng tôi sẽ inbox trực tiếp cho các bạn để các bạn có thể được giải đáp và cũng như được tư vấn một cách tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình livestream của chúng tôi và ủng hộ trung tâm thẩm mỹ Dr. D. Chúc các bạn sẽ luôn mạnh khỏe và sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.